Bắt đầu từ giờ, mỗi ngày tôi đều sẽ tới đón cô như vậy. Bởi vì phải xài pin tiết kiệm tối đa. Bởi vì tôi là báo vật hả? Bỏ đi, cô vào nhà rồi chuẩn bị nghe chửi nè. Mắng chửi không lý do là sai trái đó, chủ nhân biết không? Ừ? Sao cô lại cười? Thì anh cũng đang cười luôn đó thôi. Tôi có lý do chính đáng để cười chứ bộ. Anh có thể đừng bắt chuyện với tôi nữa được không vậy? Anh đang làm phiền khi tôi lái xe đó. Nếu không làm thì tôi đang đi theo cô Hồng Chu để bảo vệ cô mà. Ai nhờ anh bảo vệ đâu chứ. Không phải chứ, rõ ràng là cô cần mà. Cô phải cảm ơn tôi đó. Tôi có cần phải cúi lạy tạ anh không đây? Tính tình của cô vốn là vậy hả? Tính tình tôi thì sao chứ? À, chị bà có trả lời lại tôi ra sao? Tôi vẫn thấy rất đáng yêu. Mới ở cùng cô có mấy tiếng, cô đã có một hai điểm khác biệt so với Achiba rồi đó. Nếu ở cùng cô càng lâu, chắc sẽ càng thấy khác nhiều hơn nữa. Cái tên này, rốt cuộc là anh ta thấy thích hay là không đây? À, nhưng mà Achiba bạn tôi đó. Nè nè, bộ cô đang lợi dụng chuyện lái xe để trả thù tôi đó hả? À, trời, tôi vốn là lái xe có hơi ẩu thôi mà. Mình để quên điện thoại trong tạp về mất rồi. Anh gì ơi, anh bật điện thoại lên, bật đèn trên máy giúp tôi đi, có được không? Ủa, điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Thì tôi sẽ mua lại pin mới cho anh, mua loại mạnh nhất luôn. Làm ơn bật lên giùm tôi đi. Rổ phơi thịt ở đâu rồi ta? Hơi hồi quá. Mấy người này thiệt là mở kho ra rồi thì phải đóng cửa lại rồi mới về chứ. Bị nhốt cùng với nhau thôi sao? Không được. Trước khi trời sáng thì mình và anh ta chắc chết ở đây vì bị đông cứng luôn mất thôi. Quý khách đừng lo lắng chuyện này. Anh cứ tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để chúng ta có thể ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Nếu không ra được, chắc mình phát điên lên luôn quá. Giờ chỉ cần tôi gọi điện là mọi người sẽ tới sớm để mở cửa thôi. Anh chờ chút ha. Sao không có sóng vậy ta? Bắt sóng đi. Bắt sóng đi mà. Làm ơn bắt sóng đi mà. Làm ơn đi. Không có chút sóng nào hết. Anh đừng lo lắng quá. Vì tôi cũng có kinh nghiệm ngủ ngoài đường như vậy nhiều lần lắm rồi. Anh cứ tin tưởng vào tôi. Nhưng không phải vẫn chưa hết chuyện hay sao? Ừ, hết rồi mà. Không phải đâu, còn thời gian từ sau khi reset tới bây giờ anh Kim Minh Kiêu đã sống ra sao? Anh phải nói luôn đi chứ. Đã kể ra rồi phải kể cho tới cùng đi. Đâu ra cái kiểu nói giữa chừng rồi ngưng ngang vậy? Chuyện đó không có thú vị chút nào đâu. Nó có thú vị hay không là do tôi nhận xét mới đúng chứ. Cô thật sự muốn nghe tới vậy sao? Thời gian đầu tôi vô cùng đau khổ, cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng rồi nhờ vào dòng chảy vô hạn của thời gian, tôi đã có thể dừng hít thở trở lại.
Giờ ở trong công ty, tôi đã làm việc trở lại giống như mọi người. Cũng đến căng tin ngồi ăn cơm và nghỉ ngơi như mọi người. Cũng đã tan sở đồ về nhà như mọi người. Tôi một mình đến rạp chiếu phim ngồi xem. Một mình đến nhà sách ngồi đó đọc. Nếu như lúc này cô bạn Achiba đó nhìn thấy anh Kim Min Kyu của ngày hôm nay, cô sẽ khen anh làm tốt lắm. Vì thời gian qua anh làm tốt thiệt mà. Không đâu. Chắc chắn là Achiba sẽ nói với tôi một câu như vậy. Anh cố gắng rồi. Anh đã cố gắng rồi. Tôi nói trước rồi mà, chuyện này chán quá trời. Không phải như vậy đâu mà. Nhưng tại sao anh nói việc reset cô ấy là ngốc nghếch vậy? Chuyện đó bí mật. Anh không nói cho tôi biết được hay sao? Nếu cô làm bạn với tôi sẽ kể cho nghe. Vì giữ bạn bè, giữ bí mật là điều không nên. Có chịu không? Bạn bè. Trời ơi, cô Hồng Chu này thật sự dễ thương lắm đó. Tôi xin lỗi nha. Nếu thấy có lỗi thì phải nói cho tôi nghe đi chứ. Tôi đã từng nhập lại dữ liệu sâu cho Achiba sau khi reset, bởi vì tôi muốn tìm lại cô ấy trước đây, người bạn đó từng quen thuộc. Tôi nói lại những lời lẽ và hành động giống y như lần đầu hai chúng tôi gặp nhau. Nhưng dù cho tôi có cố gắng nhập những dữ liệu đó lại cả đêm, thì người bạn thân đó vẫn không thể nào xuất hiện lại lần nữa.